Hello, sao tối om đấy? Phòng mới À, cô ạ. Con về phòng mới quê. hay? Con về quê. À, con về quê à? Kinh nhở, về quê vẫn học như thường. Ủa, học chứ? Đang sắp thi đúng không? Sắp thi rồi, thứ mấy thi ấy? À, thế mai con có vẫn học bù vào lúc 9 giờ không? Mai con vẫn học bù không? Học thì sao? Rồi, học 3 ngày nghỉ luôn. Thế cô hỏi đấy, cái đề cương ở lớp cô giáo chữa xong chưa? Đề Cô cương chưa xong rồi ạ. xong rồi gì? Thế thì nói chung là ở lớp tự ôn đề cương ở lớp đi nhá. Bây giờ làm bài tập để hôm nay. Hơi chói một tí, bây giờ bạn Em tắt đi nhá. có tắt đi đã tối quá thôi, bật lên còn hơn. Đây trông như hơi bị ghê. Con quay ra một kiểu như, nhưng con đừng quay vào cái mặt con hiểu không? Con quay ra chỗ cái đèn ấy, quay cái đèn ra chỗ khác một tí. Được. Thôi thế là được rồi, bây giờ bạn làm cho cô bài này đi. Làm 1-4 chưa nhá, 1 đến 4 chưa? Có thể đọc được đáp án. Nhìn qua đi, sau đó A, B, C, D. Một D. Rồi. Tiếp 2 nào. 2A. 2A đúng rồi. Tiếp 3. 3B. B. 3B. 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 Tiếp 4 nào. 4 transport. Rồi. Mấy cái này bây giờ là quá là dễ rồi nhá. Đấy, nhìn qua đi. However. However. Rồi. Tiếp 9 nào. Đây nhá. Entertaining. Rồi, entertaining nhớ chưa? Nhớ cái mẫu câu này chưa? Yeah. Find something, xong rồi mình mà nhìn thấy tính từ ED và tính từ in thì mình chọn tính từ in. Tiếp câu 7 nào. Sure, what film say we see? Rồi. Tiếp nào, câu 8 nào. Bye. Rồi. Tiếp là 9 nào. When? Quen rồi. Tiếp câu 10 nào. Thôi nhìn qua đi nhá. Nhìn qua trước khi học đi. Oh, say ạ. Rồi. Breakdown. Rồi, 12 nào. Ken ạ. Đâu? Bạn nhìn đây có Mây, mây. 12 cơ mà. Không. Mây ạ. When I was in primary school là thì gì đấy? Đây là thì gì? Nhìn chung was đây là thì gì? Quá khứ. Thế thì câu nào mới là quá khứ? Con đang không định chọn câu A cơ. Chọn Sẽ phải. sử sử dụng gì? Không phải ớ, nhầm à? Used to cơ mà, used to là từng làm gì cơ mà, quên à? Nhầm. Đây đâu phải sử dụng. Nhầm. Tiếp này câu 13, give a six gì nhỉ? Signal. Tiếp này câu 14. Để tham dự. Tham dự là từ nào nhỉ? Joy. Đây mình dùng từ attend nhá. Mình dùng cái từ mà người ta cho ở trong. Đấy là. Ừ, không, nhưng mà từ join này nó là tham gia kiểu khác. Được chưa? Nhưng mà nhân bởi vì thường ở đây nha, bạn dùng từ mà trong sách người ta cho ấy. Được chưa? Vâng. Ta cho từ attend thì mình cũng chọn từ attend. Mình cứ làm giống trong sách thôi là được. Câu 15 nào.
Cò dầu nhá. Cò. Câu này mình cứ chọn cái đáp án mà cái thì gì mình đang tập trung học đấy. C. Nghe được chưa? Câu bị động nhá, nghĩa là câu này nghĩa là trời sắp mưa này, những đứa trẻ sẽ bị mắc mưa, được chưa? Bị vướng phải cơn mưa đấy. Câu bị động đâu? Sẽ bị mắc mưa. Will be catch. Will be caught nhá, will be caught. Cẩn thận nhá, cô thấy là cái câu này này có mấy trường liền người ta ôn đấy. Chưa? Nên là bạn cũng ôn luôn đi, không chả may nó lại rơi vào đúng đi thi nó lại cho mấy câu này. Đây là mấy cái câu kiểu như là đề của các năm trước ấy. Đấy là lớp 18, 19, 20. Không phải 18 thôi, 19 bỏ đi. Will be À, 18A, 100% đúng. thực ra câu này Không, cô con giải thích rồi vì test là nó là chắc chắn là được ở dự định trước vào lúc nào nên chắc chắn là thì nhỉ? Câu 20 Thì đâu? Thì cái tên. câu này là kiểu dạng câu gì nhỉ? Có cái thực tích này là câu đề nghị. Câu đề nghị thì dùng cái gì đấy nhỉ? Ý nghĩa con quên rồi, Từ vả ấy thì mình cũng dùng thì tương lai đơn nhá. nhầm. Chưa? Bạn có thể làm gì cho tôi được không? Thì cũng dùng tương lai đơn. Bây giờ này bài này này sẽ là bài true false đây. Đọc đi xong rồi điền true false vào các cái từ ở đây. Chưa? Cho mấy cái này cho nó in đậm lên nhìn cho rõ này. Quay lại con làm ấy. Làm từ từ nhé, bởi vì là bây giờ do là cái phần mà từ vựng ngữ pháp thì cô thấy là cũng nắm được rồi, bây giờ quan trọng nhất là gì? Thôi chết rồi, máy treo rồi. Ai được rồi, ai được rồi. Đọc làm điền true false nhá. Đây có 8 câu liền đấy. Mày gọi thì dễ mà. Bạn viết ra bên cạnh đi, không nhìn khó lắm. Câu 8 là true hay false đấy. Viết ra cái chỗ trắng, chỗ bên cạnh này này. Cuối câu ấy nhá. Đánh dấu vào chỗ cuối câu ý nhìn cho nó rõ. Bài đọc con thường hay bị mất điểm, thế nên là bài đọc con cố gì là đọc cẩn thận vào nhá. Chà rồi. Toang rồi, hết đồ cắm. Nào. Hết đồ cắm ngắm sạc Con quên không mang cái sạc pin hả? đồ cắm. Rút tạm cái gì ra? Không lại sạc Đợi, đợi, đợi. Tự nhiên lại có một cái dấu nó nằm ở chân lờ ở đây. Đánh như thế thì biết đánh vào đâu. Run now, natural skill. Cái này sai. Chắc câu này là sai. Câu 1 nhá. Dịch ra câu 1 nó bảo gì? Biết có gì trên bài thế.
Nó hiện nay vừa be used to mà. Rồi, thảo nào sai nghe đây này. Rất nhiều người vẫn tin rằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì sẽ không bao giờ cạn kiệt. Đọc câu sau này, nhưng thật ra nhá, actually thật ra các nguồn năng lượng của trái đất thì có giới hạn, nghe được chưa? Hiểu chưa? What cái gì? Nó có cả hai câu này cơ. Đáp án nó phải nằm ở cái chỗ này này. Unlimited này này là có giới hạn cơ mà. Có giới hạn nghĩa là sẽ bị dùng hết được. Hiểu chưa? Bạn làm ơn nhé, bạn đọc cho cô cả bài trước đi. Đọc cho đầy đủ thông tin và cứ đọc được một tí là lại khoanh luôn. Là lại ấy luôn thì nó sẽ không được đâu. Đọc hết trước đi. Đọc cẩn thận vào. Đọc tiếp con nhá, cho nhanh. Để đọc đi. Câu 1 chu, câu 2 chu. Tiếp. Câu 3 chu. Có làm anh thế liệu, có làm cẩn thận không đấy. Câu 4 phôn. Câu 5 chu. Câu 6 phôn. Câu 7 phôn. Câu 8 phôn. Con làm bừa hay là làm cẩn thận đấy? Chu. Gì? Chu. Chu. Cô bảo nhá, không bao giờ đi thi nếu như con muốn thật sự 8 điểm là bài đọc con phải làm kỹ khi đi thi đấy, chứ không phải là con thấy dài con lười đâu. Con mà lười đọc bài đọc nhá, đi khi đi thi thì con chả lên được 8 điểm đâu. Trừ khi là những bài còn lại con làm đúng, sạch sẽ, đọc đúng, không còn một gọi là sai cái gì, nhưng mà liệu có làm được đến mức đấy không? Là bài đọc nhá, luôn luôn phải đọc thật kỹ vào đấy. Không làm bài đọc kỹ ấy, bài đọc ít nhất cũng phải đúng được khoảng tầm 70-80% thì bạn mới có cơ hội được 8 điểm. Chứ nếu như mà để sai nhiều quá là hết ấy. Tiếp này. Câu một chu được rồi, nên câu đấy chính là cô dạy rồi. Chính là vừa dạy. Ơ gì đây hả giới? Câu 1 thì nó bảo là gì? Có sẽ bị hết thì câu 2 nó lại bảo là năng lượng không có giới hạn mà cũng chu luôn. Thế một cái là gì? Sẽ dùng hết cũng chu mà một cái nó bảo là không unlimited, nghĩa là gì nhờ? Không giới hạn mà cũng chu. Thế thì hai cái bạn làm kiểu gì? Đá nhau. Nếu như mà không có giới hạn thì liệu có hết được không? Hả? Nếu như mà một thứ mà nó không có giới hạn nhá, thì liệu cái thứ đấy có hết được không? Không giới hạn nghĩa là số. Thế thì nếu như không hết được thì tại sao câu 1 lại trùng mà câu 2 cũng trùng? Câu 1 là sẽ hết nhá. Cô thử ví dụ là cái gì? Cái gì cơ? Cô thử ví dụ đấy là cái gì à? Câu 1 nhá, nó bảo là nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng không? Vâng. Nguồn tài nguyên thiên nhiên thì có thể sẽ bị hết. Thế là con chọn là đúng, được chưa? Câu 2 nó bảo cũng là nguồn năng lượng nhá, cũng là nguồn tài nguyên nhá. Tài nguyên thiên nhiên thì không có giới hạn, mà con cũng chọn là đúng. Thế thì rốt cuộc là nó hết. Nếu như nó có giới hạn, nó không có giới hạn đúng không? Thì làm sao mà hết được? Thì làm sao câu 1 lại chu được? Nếu câu 1 chu thì câu 2 phải phôn chứ. Hiểu không? Đấy nhá, viết lại câu 1 nhá. Nó bảo là tài nguyên thì có thể bị hết. À, câu 2 nó bảo là tài nguyên
thì vô hạn nhá. Thì câu nào đúng? Cái nào đúng trong hai? Anh em cũng một đúng. Câu một đúng. Thế một khi câu một đúng thì câu hai có đúng được không? Ừ ạ. Thế tại sao con làm cái kiểu gì đấy? Nên cô ấy bảo là gì? Con đọc cẩn thận kỹ lại đi, không phải là con cứ làm bừa làm bãi đâu. Unlimited học không biết là còn gì. Đây bạn xem một câu nhá, tiếp. Câu 3 nó bảo là không ai biết được chính xác có bao nhiêu cái nguyên liệu còn thừa lại này. Câu này Chu đúng rồi này. We should use economically. Ôi trời ơi. Chúng ta nên dùng một cách tiết kiệm ở lại phone là bạn muốn lãng phí à? Bây giờ bạn ghi cho cô cái từ đấy vào đi để biết cái từ đấy nghĩa là gì nhá. Biết đâu đi thi nó lại rơi đúng và có câu. Nghĩa là một cách tiết kiệm được chưa? Ghi vào đi. Ý đây là chúng ta nên dùng một cách gì? Dùng tài nguyên, dùng năng lượng một cách tiết kiệm. Có mang vở gì không đấy? Ạ. Đấy, ghi vào đi, không chả may nó lại có từ này. Thế phải là Chu ở câu này chứ. Chả ai người ta lại bảo là dùng một cách lãng phí cả. À, đây là có một từ rất là hay nữa đây. Câu số 5 này. Theo như giáo sư Marvin Burnham thì năng lượng hạt nhân sẽ được thay thế như là một cái sự thay th sẽ được sử dụng như một sự thay thế cho nguồn năng lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Rồi con này Chu này. Bây giờ bạn có thể ghi cho cô cái từ này nhá. Substitute cái từ này nghĩa là sự thay thế nhá. Nên là nếu như nó cho bạn từ đấy. Ghi cho cô nhá, sự thay thế. Hoặc là cái thay thế. Vật thay thế được chưa? Nếu như nó cho cái từ này thì nó chính là đồng nghĩa với từ O gì nhỉ? Alternative ấy. Nhớ cái từ nguồn năng lượng thay thế không? Đấy. Nếu như gặp phải bài từ đồng nghĩa thì bạn nhớ từ này nghĩa là nó đồng nghĩa với từ alternative nếu như người ta cho được chưa? Câu này. Câu 6. Rất nhiều người không đồng ý với việc disagree là không đồng ý nhá. Tập trung vào nhìn nhá. Nhất rất nhiều người không đồng ý sử dụng năng lượng hạt nhân làm năng lượng thay thế này. Many people do not approve of. Approve of chính là gì? Approve of something nhá. Nó chính là đồng ý về cái gì? Thế ở đây nó bảo là rất nhiều người không đồng ý việc sử dụng năng lượng thay thế là nuclear. Được chưa? Thế câu 7 phải là true hay false? À câu 6. Câu 6. Chua. Chu được chưa? Thế là bạn lại cũng sai câu này luôn. Nghĩa là rất nhiều người không đồng ý việc sử dụng năng lượng hạt nhân được chưa? Đấy. Vâng. Ở trên này nó nói về đây. Rất nhiều người không đồng ý đây. Do not approve. Đấy. Approve nhá chính là đồng ý. Và do not approve thì là không đồng ý đúng chưa? Với việc sử dụng năng lượng hạt nhân bởi vì nó rất là nguy hiểm. Tiếp này. Radioactivity chính là cái nhiễm cái phóng xạ nhá. Phóng xạ được chưa? Cái này là phóng xạ này. Phóng xạ từ nguồn năng lượng hạt nhân thì sẽ gây ra ung thư và có thể có những cái tác động rất là xấu đến các thế hệ tương lai. Thế cái đấy đúng hay sai? Nói nguyên si cầm câu này đây. Thế mà bạn có thèm đọc đâu. Cô đã bảo rồi không thể nào nào làm bừa những bài này đâu. Tiếp. Cái từ này bây giờ nhắc lại từ này nghĩa là gì? Nghĩa là những nguồn năng lượng
thiên nhiên nhá, những cái tài nguyên thiên nhiên nhá, nên được sử dụng một cách gì đấy? Hợp lý à? Tiết kiệm bên này người ta vừa mới cho ghi xong. Chưa? Economical nhá, nó chính là tính từ của cái từ economically nhá. Đây là tiết kiệm này, còn cái này là một cách tiết kiệm, nói chung là tiết kiệm đấy. Có nghĩa là phải cố gắng tiết kiệm các cái chúng ta phải cố gắng sử dụng các cái nguồn năng lượng gì đấy. Thiên nhiên càng tiết kiệm càng tốt. Câu này chu được rồi, thế ở đây có 8 câu bạn đúng được mỗi câu một, thực ra là cô dạy nhá, câu này thực ra tính là con sai đấy. Mới đúng đâu, có một câu này. 2, 3 đấy. Đúng ra bạn phải đúng được 5 câu thì bạn lại đúng có 3 câu. Chán đời chưa? Ai bảo cái tội không thèm đọc. Có cái câu này nó bê nguyên si xuống đây, có thèm đọc đâu. Bây giờ nào làm cho bài nữa xem nào bà. Bài đi. Sắp thi đến nơi rồi. Mai lại làm lại cái bài vừa nãy đấy. Nhớ chưa? Vâng. Ba là gì cô? Con không hiểu lắm. Ở câu 3 nhé, bạn có thể dùng từ ở đây, có nghĩa là có thể dùng từ bot. Cái này là cũng tùy vào. Bốt á. Cái từ bot em lên xe ấy. Tôi tưởng là bảng. Không, cái từ bot đấy nghĩa là lên xe. Nhìn thấy cái từ board ở đây chưa? Boarding lên xe. Nói chung là board đây nghĩa là lên xe nhé. Bạn có thể ghi cho cô như này. Bạn có biết từ get on, get off không? Biết ạ. Đấy thì get on ghi cho cô bằng với board nhé. Chả may mà mình bị gì? Bị làm bài từ đồng nghĩa. Nghĩa là lên xe, được chưa? Nghĩa là đừng bao giờ cố gắng lên xe. Nghĩa là chen chúc lên xe, lên một cái xe buýt mà như nào quá đông, được chưa? Rất là nguy hiểm.
Con làm nốt đi. Nhớ avoid này. Ghi này. Avoid là tránh nhá. Mà avoid cộng danh từ hoặc verb in đi vào đi. Nghĩa là tránh cái gì đó được không? Không cần phải hiểu, chỉ cần nắm được. Cái này là được. Bây giờ bạn cứ nắm được cái ngữ pháp trước đi, rồi bắt đầu cô mới dịch ra cho, hiểu chưa? Thế đáp án nào? Câu 4 đáp án nào? À câu 3 chứ. À đâu? 4. Câu 4, 4, câu 4 đáp án nào? Shouting nhá, shouting. Nhiều khi nhớ cho cô này, mình không biết được hết từ đâu, mà cái chính là phải gì nắm được cái ngữ pháp. Cần thiết thì ghi vào nhá. Cái từ avoid này quan trọng đấy. Phải cẩn thận, không chả may nó lại đưa đúng một dạng bài như này, ví dụ nhá, nó lại cắt cắt, nó không đưa hết cả 5 câu nhưng nó đưa 3 câu vào thôi, hiểu không? Nào, câu 5 nữa, ý là các accident là cái gì đấy bạn? Accident là các cái gì? Hai cái xe đâm vào nhau thì gọi là cái gì? Tai nạn nhá, nghĩa là tai nạn trên đường bộ nhá. Thế cái từ đường đâu? Cái từ đường ấy, cái đường để đi ấy, là từ nào? Street. Street là con phố rồi. Cái đường Rau. Road, đọc là road. Bây giờ chữa nha, nào bây giờ nhá, câu 1 nhá, nhớ phải ghi vào này. Đợi ai đó hay đợi cái gì đó phải là wait for, nhớ chưa? Ghi vào đi. Lần nào cũng sai câu này. Wait for nhá. Cũng verb in danh từ được chưa? Đợi ai hay là đợi cái gì? Hiểu chưa? Ghi vào đi, ghi vào. Nhớ, chả may nó lại có câu wait for the bus. Bạn đang phải nhớ là ở cái unit này mình đang tập trung học về gì? Phương tiện giao thông đúng không? Ghi xong chưa? Đây, xong rồi ạ. Tiếp này. Câu 2 nhé. Take a seat là ngồi xuống được chưa? Đấy. Vâng. Take a seat ngồi xuống này. Câu số 3 này. Never try to board. Vừa dậy xong nhé. Cố gắng đừng lên một chiếc xe quá đông. Tiếp này. Avoid shouting nghĩa là tránh cái việc hét lớn nhá. Tránh việc hét lớn ở trong một cái xe buýt, bởi vì là cái giọng cái giọng nói rất là cao độ của mình ấy có thể distract, nghĩa là có thể gây sao nhãng, được chưa, cho cái người gì, người lái xe, và nó có thể sẽ dẫn đến một cái tai nạn đường bộ rất lớn, được chưa? Road accident này, tai nạn đường bộ này. Đấy. Wait for a bus là đợi xe buýt, được chưa? Đấy, take a seat là ngồi xuống. Board là bằng với lên xe. Xong chưa, ghi xong hết chưa? Ừ, đợi cô. Được. Phần ác tình này tôi nghĩ là khó gì ra, chắc là không nữa đâu.
Cô muốn bạn làm cho cô việc đây. Làm lại bài này luôn bây giờ. Xem còn nhớ cái gì không. Nhưng mà không, nhưng mà làm đề nghị. Sau khi làm nhá, vừa làm vừa gạch chân. Những cái thông tin để lấy đâu ra được chưa? Không. Bây giờ chị chỉ còn cách cứ làm đi làm lại mới nhớ được thôi. Hãy đấy, lại làm bừa rồi, có thèm đọc đâu. Sao vậy rồi mà con có tìm được thông tin trên này không? Ủa? Có thì sao mà làm sai hết thế? Không phải sai hết nhưng mấy câu, có mấy câu sai rồi. Có câu đoạn trước đúng bây giờ lại sai. Bây giờ nhá, ví dụ câu 3 tìm cho cô thông tin câu 3 đâu. Câu 3 thông tin nó đâu? Gạch lên bảng xem nào. Bạn cứ không chịu đọc như này chứ lại. Bài đọc đã bảo là điểm yếu của mình là bài đọc, phải cố mà khắc phục đi. Đang cố 8 điểm đấy, có muốn được thưởng không? Rồi. Thế câu đấy nghĩa là gì? À, có ba bạn đúng rồi nhá, sorry. Ở đây cô nhầm đấy. Tiếp câu 4 nào. Câu 4 nhá, nó bảo là gì nhỉ? Economically nghĩa là gì? Nhìn lại vào vở đi. Không. Tiết kiệm gì đó nhỉ? Cái gì? Tiết kiệm được chưa? Thế nói chung là câu này dịch ra như nào? Câu 4 dịch ra như nào?
mọi người chúng ta nên sử dụng. nên sử dụng cái này là cái gì nhỉ? Nhiên liệu một cách gì? Tiết kiệm. À đâu. Con nên hay không nên sử dụng tiết kiệm đây? Nên. Nên thì sao ra con này là sai? Có hiểu chưa? Bạn đang chọn đáp án là gì? Chọn đáp án là chủ. Thế tại sao ở đây là phone? Này câu 5 thử gạch chân cái chỗ tìm đáp án câu 5 đi. Gạch hết vào, gạch đủ vào, thiếu rồi. Đúng ạ. Câu này ông bảo gì? Chúng ta cần bắt đầu dự trữ các cái nguồn năng lượng như là gì? Than này, dầu này, rồi khí đốt này, trước khi nó quá muộn. Và nuclear power là gì? Nuclear Hạt power là năng lượng hạt nhân. nhân thì sẽ là cái only alternative, được chưa? Sẽ là cái nguồn năng lượng thay thế duy nhất. Thế câu này bảo là theo như ông giáo sư này, được chưa? Thì năng lượng hạt nhân sẽ được sử dụng là vật thay thế cho các năng lượng tự nhiên. Thế là câu này đúng hay sai? Sai. Sao lại sai? Ông ý bảo gì? Ông ý bảo là bây giờ chúng ta cần gì? Bảo cần dự trữ, được chưa? Cần bảo vệ, bảo tồn, dự trữ các cái năng lượng như là than này, dầu này, ga này, những cái đấy là năng lượng do con người tự tạo ra, là năng lượng thiên nhiên đây. Dầu này rồi thì than đá là năng lượng thiên nhiên hay năng lượng gì? Hay năng lượng thay năng lượng tài nguyên thiên nhiên, được chưa? Đấy. Những cái đấy nhá, bây giờ mình phải dự trữ này. Và mình sẽ cần phải sử dụng gì? Năng lượng hạt nhân để làm thay thế. Được chưa? Thế câu dưới nó bảo là theo như ông giáo sư này thì năng lượng hạt nhân sẽ được sử dụng làm thay thế cho các nguồn năng lượng thiên nhiên. Thì câu này đúng hay sai? Ông này có nói thế không? Sai. Sao lại sai? Giải thích. Con vẫn thấy nó sai. Nhưng con giải thích tại sao nó sai? Nghe lại nhá, theo như ông giáo sư Marvin, được chưa? Theo như Vâng. Marvin này thì chúng ta cần bắt đầu việc bảo tồn, bảo vệ, dự trữ các nguồn năng lượng như than, dầu và khí ga trước khi nó quá muộn. Và năng lượng hạt nhân sẽ là năng lượng thay thế duy nhất. Và câu dưới nó bảo là gì? Theo như ông giáo sư Marvin, năng lượng hạt nhân sẽ là năng lượng thay thế cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Câu này đúng hay sai? Đúng được chưa? Vì ông ấy bảo là bây giờ từ nay trở đi các cái nguồn coal, bạn phải hiểu này, coal này, oil này hay gas chính là bằng với natural resources, được chưa? Hiểu chưa? Đó. Đấy, thì bây giờ ông ấy bảo là những cái nguồn năng lượng này, tức là những nguồn năng lượng tự nhiên này này, cần phải được bảo vệ, bảo tồn, dự trữ ngay từ bây giờ. Và có một nguồn năng lượng thay thế khác, đó chính là năng lượng gì? Hạt nhân. Thế thì có nghĩa là theo như ông này nói là năng lượng hạt nhân sẽ là thay thế cho các năng lượng thiên nhiên. Được chưa? Vâng. Thu câu này. Câu 6. Thu được rồi, tiếp câu 7 làm 8, 7 8 làm nốt đi. Gạch chân trước khi làm chu phôn nhá. Xem cái từ radioactivity nó nằm ở đâu.
Đấy xem. Tìm xong rồi thì xem là nó true hay false. Tìm xem là cái câu đấy, cái câu trên bài và câu 7 này nó có giống nhau không? Xem nó có giống nhau về mặt nghĩa không? Không ạ. Không ạ. Sao không không có? Cái gì ạ? Sao lại không giống nhau? Giải thích. Bạn phải giải thích là tại sao không giống nhau được thì mới biết chứ. Có cái gì không giống nhau? Có cái từ care cows gì đó với cả Cái này đây có này, cái đây bên này cũng có này, xong cái gì không giống nhau, hai cái giống nhau đây còn gì. Đâu có cái gì không giống, mặt về mặt nghĩa nữa chứ không phải là phải là nghĩa là dịch ra, được chưa? Cái này là phóng xạ nào, phóng xạ có thể gây nên gì? đủ. Cancer là bệnh ung thư ấy. Chưa? Trên bài làm nó bài phóng xạ gây ra bệnh ung thư và có thể có deadly effect, deadly effect là sẽ có tác hại rất là xấu đến cái thế hệ tiếp theo. Thì cái này đúng hay sai? Cái việc mà đúng, thì ở dưới nó bảo là phóng xạ từ năng lượng hạt nhân sẽ tạo ra, sẽ gây ra ung thư và có các cái, đây nhá, y hệt, bạn nhìn thấy chưa? Cause cancer này, đây cũng cause cancer này. And may đây, bad effect đây. Thì chưa, thì đây nó bảo là badly effect đây. On the future generation cũng, the future generation đây. Thế là giống, thế là câu này đúng hay sai? Đúng. Thế sao vào sai? Đọc kỹ vào chứ, nó bảo là gì? Phóng xạ này gây ra ung thư này và có cái tác động rất xấu đến thế hệ tiếp theo này, đến thế hệ tương lai này. Ở đây cũng bảo là phóng xạ từ, nhớ nhá, phóng xạ là chính là từ nuclear, nhớ chưa? Vâng. Nuclear mà nếu như nó mà bị nổ, được chưa, thì nó sẽ tạo ra phóng xạ, nhớ chưa? Vâng. Đấy, các cái năng lượng hạt nhân này này đấy, nó có thể tạo ra phóng xạ đấy, và cái phóng xạ này thì nó sẽ gây ra bệnh ung thư và có thể có những cái tác động rất là xấu cho đến thế hệ tương lai, được chưa? Thì câu này đúng chút. Tiếp câu 8 này, các năng lượng thiên nhiên nên được sử dụng as economical as possible nào. Thế economical nghĩa là gì đây? Tốt. Tiết gì? Tiết kiệm, cần được sử dụng tiết kiệm, càng tiết kiệm càng tốt là đúng hay sai? Đúng. Thì đây chính là đây này, we should use đây. Đúng đúng. Qua đây chính là câu gì, từ chủ động chuyển sang bị gì, bị động. Nào bây giờ ghi cho cô cái từ này vào tính từ là tiết kiệm đi. Ghi vào tính từ tiết kiệm. Còn nếu như mà chặn từ thêm đuôi ly là được, cho nghĩa là một cách tiết kiệm. Được ạ.
Bạn ơi nhớ cho cô nhé, ngày mai cô lại kiểm tra lại những cái câu kiểu dạng như này đấy. Vâng. Thế có thôi nhá, không làm bài tập về nhà nhá. Để nghỉ Tết Vâng. nghỉ nhá, chỉ học mai học bù lúc. Nghỉ Nếu học như bù. mai có thể thì bạn học bù được vào những giờ nào? Như hôm nay đi cô. Cũng 9 giờ à? Có học sớm hơn được không? À không. Mai nhá, có thể cô sẽ bị nếu như mà học một bạn học sinh khác nghỉ thì có thể học như hôm nay, nhưng nếu như bạn ấy học thì một là con học từ 7 giờ tối, hai là con học từ một là con học từ 7 giờ 15 nhá, hai là con học từ 9 giờ kém 15 nhá, thì con chọn cái nào? Bây Nếu giờ kém mất. 7 giờ 15 gì? Vâng. Nếu như nhá, nghĩa là một là mình được học từ 7 giờ 15 này, hai là nếu như bạn kia nghỉ thì mình cũng học như hôm nay, được chưa? Đấy. Vâng. Nếu như bạn kia không nghỉ thì mình học sớm nhá, là 7 giờ 15 nhá. Vâng. Thank you and see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Được.